chúc cho một khi chúng em về chuyện về Bác Hồ năm học 2016-2017 thành công rực rỡ. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Vũ Huy, học sinh lớp 52 trường tiểu học Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, để nói biết bao nhiêu câu chuyện xúc động kể chuyện về Bác. Mỗi lời nói, mỗi câu chuyện của Bác như là một bài học đáng quý đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ như học sinh chúng em đây. Ai yêu nghi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nghi đồng. Đúng như lời nhạc sĩ Phong Nhã đã thể hiện, khi còn sống, Bác Hồ luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của mình cho thiếu nhi. Có một bạn nhỏ chỉ như chút phút thôi mà đã làm tốt lời bạn dạy chú đấy. Đó là bạn tổ trong câu chuyện Ai Qua Sẽ Được Thưởng, do tác giả Duy Phương và Thanh Bé thể hiện trong sách tập đọc lớp 2 sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Chuyện kể rằng vào một buổi sáng, Bác Hồ đã thức dậy đi đâu. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới. Yeah.
và biết ơn hơn về bác rất nhiều. Câu chuyện hai mai sẽ được thử để giúp em hiểu thêm về lòng khoan dung và nhân hậu của bác, và lời dạy của người với đức tính thông thà, dũng cảm và biết nhận lỗi của bạn tội nữa. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, bác Hồ chúng ta là như thế này, rất yêu thương và quan tâm đến thiếu nhi. Bác luôn xem thiếu nhi ăn ở và học tập như thế nào. Bác hay khi các em biết tự nhận lỗi là thiếu nhi, chúng ta phải thật thà, dũng cảm, xứng đáng làm cháu ngoan của bác Hồ. Câu chuyện